nay cà phê ngọt dữ ta. Trời ơi, tướng ngồi cháu ngoẩy đồ giống bà giám đốc quá ta. Trời, có đâu, sáng giờ chạy đi mua nước như oxy nó không thấy hả? Oxy thì sao? Thì có sao đâu. Má anh cũng đi làm giúp việc cho người ta đó. Ôi trời, trời em nói giỡn thôi mà. Căng vậy? Chào. Dạ. Em thấy gia đình anh sao? Thì em thấy bình thường mà, đâu có sao đâu. Sao bình thường được? Phải bất thường chứ. Tự nhiên căng vậy? Tự nhiên kiếm chuyện em vậy? Cũng tại suy nghĩ của em thôi. Anh tùm lum công chuyện, anh lu bu lắm, không có không kiếm chuyện với em đâu. Trời ơi, gì vậy? Ôi chẹt, nay chị Năm chủ tịch hội đồng quản trị ra đây giám sát nhân viên á ha. Trời, em đâu có dám, tự nhận làm ô xin mà còn bị chửi kìa. Đi về. Hai đứa mày giận nhau hả? Nhưng mà lần này mày sai. Năm Gạo luôn đúng. Bởi vì sao? Bởi vì Năm Gạo là chủ tịch hội đồng quản trị. Mày á, mày cho mày đúng là nó sa thải mày luôn á. Mày im đi, nó nhiều quá. Alo, Nghiêu chủ tịch hả? Rảnh không? Mình đi họp hội đồng quản trị cái đi. Tôi không có thèm, tôi không có rảnh. Không rảnh thôi. Làm tôi mới đóng cửa tiệm rồi về tắm rửa sạch sẽ, kỳ xà bông xịt vào thơm. Mấy người không rảnh để tôi về tôi mở cửa tiệm tôi làm tiếp. Em bằng khoan, anh làm gì mà rần rần vậy hả? Lần sau mà còn cà khệ như vậy á, em cho nghỉ việc đó nghe chưa? Tuân lệnh người yêu chủ tịch.